Thưa quý vị, kế thừa và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Cùng với các địa phương khác, trong thời gian qua, phường Thanh Bình, quận Hải Châu cũng đã tập trung triển khai nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng, tạo không khí ấm áp nghĩa tình trong những ngày tháng 7 tri ân. Điển hình như tổ chức được hành quân về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ, thành điện Hải, tượng đài Mẹ Thứ tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Thăm và tặng quà cho 48 đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ ốm đau thường xuyên với tổng số tiền 24 triệu đồng. Qua đó thể hiện sự tri ân với những đóng góp to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Tôi và gia đình thì rất vui và cũng cảm thấy rất tự hào khi được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể của phường tới thăm nhân 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Có thể nói là đây là sự động viên và cũng thể hiện sự quan tâm rất lớn về công tác đền ơn đáp nghĩa, về công tác chăm lo đời sống của đối tượng là chính sách. Công tác mà nắm bắt đối tượng chính sách thì nó nằm ở trong cái chuyên môn của anh em rồi. Nó từ trong công tác xuyên suốt các năm thì anh em đã nắm rất kỹ đối tượng chính sách về hoàn cảnh gia đình, về tình trạng sức khỏe, rồi mọi cái, và cũng từ cái đề nghị của sâu sát của tổ dân phố rồi giới thiệu lên. Có gì đó thì ở đây là cán bộ của phường rất là sâu sát đến với cái đối tượng chính sách. Còn đây là những hình ảnh tại bữa cơm tri ân do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường phối hợp nhằm mang đến không khí đầm ấm cho các hộ gia đình chính sách, người có công trong những ngày này. Qua việc tổ chức đi chợ nấu ăn tại nhà, hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương với người dân, củng cố thêm khối đại đoàn kết dân tộc. Bữa cơm tri ân ngày thương binh liệt sĩ này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng gửi đến gia đình thương binh bữa cơm ấm áp, mang lại cái niềm vui, không khí phấn khởi và vui tươi, tạo không khí vui tươi cho các thương binh, và cũng mong muốn thế hệ sau luôn nối tiếp truyền thống anh hùng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt từ đầu năm 2022 đến nay, với các nguồn lực hỗ trợ của thành phố và quận, phường đã khảo sát đề nghị hỗ trợ sửa chữa 14 nhà chính sách. Đến nay cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, với tổng kinh phí là 480 triệu đồng, trong đó hỗ trợ xây mới 2 nhà với số tiền 120 triệu đồng, sửa chữa 12 nhà với tổng số tiền là 360 triệu đồng, phối hợp với các đơn vị tổ chức các đoàn thăm tặng quà một số gia đình chính sách theo hình thức luân phiên hàng năm. Đảng ủy nhận thấy cái trách nhiệm, đây là công việc nhiệm vụ chính trị cao cả phải làm, nên là chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể phối hợp một cách đồng bộ tổ chức các hoạt động, xây dựng kế hoạch chu đáo, triển khai đồng bộ tất cả công tác, trong đó quan tâm đến công tác hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách, rồi chăm lo đối tượng chính sách khó khăn, ốm đau, thăm động viên các cái gia đình chính sách. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm sóc người có công đã thực sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Đây cũng là dịp để giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của thế hệ hôm nay.